Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Laravel Framework được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một concept nữa trong Laravel, đó chính là Router Group. Đó, ở những buổi trước chúng ta đã tìm hiểu những cái liên quan đến router và cách để chúng ta có thể đặt một cái điều kiện condition cho một cái parameter trong router của Laravel. Thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về group router. Vậy group router ở trong Laravel được dùng để làm gì và nó sẽ dùng khi nào, nó có ý nghĩa như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu vào ví dụ sau. Như bạn biết là khi chúng ta làm web thì thông thường chúng ta sẽ chia ra thành hai phần rất rõ ràng, đó là phần dành cho backend, phần quản trị, và phần dành cho frontend. Đó, và mỗi phần đó thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện khác nhau và có những cái URI, hay nói cách khác là cái địa chỉ truy cập khác nhau. Đó, thì ở trong Laravel nó cũng cho phép chúng ta cách để định nghĩa những cái phần đó và giúp cho chúng ta quản lý những cái router cho các phần đó dễ dàng hơn. Tôi lấy ví dụ như thế này. Giả sử chúng ta có router là dành cho backend hay là admin ấy, thì chúng ta sẽ có các router như sau. Ví dụ thông thường chúng ta sẽ có router guest, và chúng ta sẽ có, ví dụ tôi để là backend, backslash, ví dụ như là trong backend thì tôi sẽ có user manager mình. Đó, quản lý user chẳng hạn như vậy. Và tôi sẽ có function ở đây như thế này. Đó, và tôi router, ví dụ như user management như thế này. Đó, và tiếp theo tôi sẽ có một router khác, đó là product, cũng trong backend như là product management. Đó, kiểu như vậy. Và ví dụ tôi có quản lý category thì tôi sẽ có là category. Đó, hay là tôi có new, quản lý tin tức, kiểu như vậy. Thì các bạn thấy là đây là các router mà tôi định nghĩa ra cho phần backend của tôi. Đó, các bạn thấy có một điều ở đây, đó chính là các router này nó đang có sự trùng lặp về cái tên đằng trước. Cái tên bắt đầu là backend. Đó, thì trong Laravel nó cung cấp cho chúng ta cái router group để làm rất nhiều việc. Và trong đó có việc đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn, đó chính là nhóm tất cả những cái router mà có chung cái tên như thế này, hay nói cách khác là cái này chúng ta tạm gọi nó là prefix, tức là những cái tên đầu tiên bắt đầu bằng cái tên là backend như thế này. Thì chúng ta sẽ nhóm nó vào chung một nhóm, thì cái nhóm đó nó gọi là router group, để các bạn có thể dễ dàng quản lý hơn. Đó, thì trước khi sử dụng router group, tôi sẽ ra ngoài view để tôi sẽ tạo ra các liên kết cho các router này như thế này. Thì tôi sẽ copy ở đây và tôi sẽ có các liên kết tương ứng. Ví dụ như là đối với phần user management thì liên kết router sẽ là gì, thì tôi sẽ để là user management như thế này. Đó, và dưới này sẽ là product và new. Đấy, product. Đó, category, category, và cuối cùng sẽ là new. Đây, các bạn có thể thấy đây là các menu cho phần backend của chúng ta. Tôi giả sử như vậy, và chúng ta cũng sẽ đi đặt tên cho nó. Thì chúng ta sẽ đặt tên, ví dụ như là name. Chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu bằng từ backend để dễ quản lý thôi, còn các bạn đặt tên như thế nào cũng được. Tôi để là user, đơn giản như thế này thôi. Hình như chúng ta đang bị trồng ở trên. À không, và tôi sẽ copy xuống dưới này. Thì lúc này của tôi sẽ là product. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là category. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái router nữa, đó chính là new. Đó, ok. Chúng ta sẽ copy cái router name này ra bên ngoài thôi. Sẽ là backend user. Chúng ta sẽ viết như thế này. Backend, và đây sẽ là user, và chúng ta không có param gì
truyền vào cả. Đó, tôi sẽ bỏ đi. Đó, nó sẽ như thế này. Và tôi sẽ copy cho toàn bộ những cái ở phía dưới và tôi đổi lại một chút để chúng ta có thể truy cập được vào kiểu như thế này. Ok. Đây, đây sẽ là product. Đây sẽ là category. Và đây sẽ là new. Đó. Lúc này chúng ta sẽ chạy thử lên. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có phần user management. Đó. Back end product. Có gì sai sai rồi? À không, đó là back end product. Nhưng tại vì ở đây chúng ta đang chưa đổi. Đây sẽ là product. Đây sẽ là category. Sorry, new. Đây sẽ là category. Đây sẽ là product. Tôi sẽ viết rõ ràng ra để cho các bạn hiểu được. Đó. Quay trở lại đây. Sẽ là new. Ok. Thì các bạn thấy là tất cả những cái router này nó đều có một cái prefix. Đó chính là backend như thế này. Và chúng ta có thể tối ưu được cái code này như thế này. Thay vì viết lặp đi lặp lại như này. Thì trong Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta một cái concept là router group như thế này. Thì cái cấu trúc của router group nó sẽ có hai tham số truyền vào. Tham số đầu tiên là một mảng như thế này, tôi tạm để vậy. Và sau đó tôi sẽ tham số thứ hai nó là một cái function callback như thế này. Đó. Ok. Vậy thì cái mảng này đây sẽ là gì? Thì nó sẽ có prefix như thế này. Và trong cái prefix này chúng ta sẽ đặt tên cho nó chính là backend. Đó. Và mọi thứ ở bên trong này của chúng ta sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ copy lên đây. Và chúng ta chỉ cần xóa cái này đi. Đó. Và chúng ta sẽ copy toàn bộ cái này lên. Và chúng ta sẽ xóa chữ backend đi. Thì các bạn thấy là code của chúng ta nó sẽ không bị trùng lặp cái này thôi. Đây. Và chúng ta nhìn vào thì chúng ta cũng thấy là nó dễ dàng quản lý hơn. Đây, các bạn thấy là chúng ta sẽ bắt đầu với prefix là backend. Và bên trong này là user, bên trong này là product, bên trong này là category và new. Đó. Ok, chúng ta chạy lại. Thì chúng ta sẽ thấy là không có vấn đề gì đối với router mà chúng ta vừa thay đổi. Đây. Đó. Thì đây là ý nghĩa của router group. Và cái tham số đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó chính là prefix. Nhóm tất cả những cái router mà có chung prefix về một nhóm như thế này và chúng ta sẽ nhìn nó dễ quản lý hơn. Đó. Thì sau này các bạn chỉ cần quan tâm là cái router đó thuộc backend thì các bạn cứ xem nó ở trong nhóm backend này và chúng ta đi thay đổi hoặc sửa như thế nào cho phù hợp. Đó. Ok. Thì đối với cái prefix này chúng ta cũng sẽ có hai cách viết. Một là chúng ta viết dạng mảng như thế này trong group. Đó. Và cách viết thứ hai là các bạn có thể viết như thế này. Các bạn sẽ dùng group nhưng chúng ta sẽ viết dạng function như thế này. Prefix. Prefix trước, sau đó trở đến group như thế. Thì ở đây chúng ta sẽ để vào backend. Thì hai cách viết này nó có ý nghĩa như nhau. Đó. Thì các bạn có thể sử dụng một trong hai. Tôi thì tôi thường sử dụng cách thứ nhất. Bởi vì tôi hiểu đơn giản là cách thứ nhất thì chúng ta chỉ cần truyền cái mảng có cái key là prefix và tên tôi tự đặt. Đó. Thì cách viết này không có gì thay đổi. Đây. Thì đây là cách sử dụng cái router group với cái tham số đầu tiên là prefix mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Đó. Tiếp tục ở video sau thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một tham số khác trong cái router group này. Video này tôi sẽ dừng lại tại đây. Các bạn hãy thực hiện nó trên máy của mình và tạo ra cho tôi 4 cái router này và thực hiện giống như những gì mà tôi đang demo cho các bạn. Đó. Các bạn đừng quên subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để đón xem những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.